Võ sĩ gốc Việt thắng trận ra mắt tại One Championship. Trong trận đấu ra mắt tại đấu trường One Championship, võ sĩ Thanh Lê đã có chiến thắng bằng knock out kỹ thuật trước Yusuf Zadulaev. Dù nhập cuộc khá bị động, Thanh Lê đã tung cú đá vào cầu chính xác để hạ gục đối thủ người Nga khi hiệp 2 mới diễn ra được khoảng 20 giây. Màn trình diễn tuyệt vời của Thanh Lê không chỉ tạo nên tiếng vang cho cộng đồng hâm mộ võ thuật Việt, mà khiến những người có mặt tại sự kiện One for Honor kinh ngạc và thán phục.